Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này, từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời. Hôm nay tại livestream này, đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa APS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ 2 em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào. Chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé. Siêu tiện lợi luôn. Các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m
thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng, và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng, như thế thì trộm cũng phải sợ hãi giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa ạ? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị giật khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị, các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k, duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k, phí ship là 30k, và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này, từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em một đổi một trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em. Và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này,
Nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em. Bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa ABS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ. Do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi. Và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ hai em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào. Chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé. Siêu tiện lợi luôn. Các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Như thế thì trộm cũng phải sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm
đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị giật khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị, các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k. Phí ship là 30k và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này. Từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em một đổi một trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa ABS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi. Và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta.
với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này, 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ hai em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé, và bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ? Chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào, chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé, siêu tiện lợi luôn. Các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng như thế, thì trộm cũng phải sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa ạ? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị dập khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa ạ? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa ạ? Hoàn toàn yên tâm chưa ạ? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k. Phí ship là 30k và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m,
dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5 mét luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này, từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời. Hôm nay tại livestream này, đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em. Và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa ABS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi, và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ 2 em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ: sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào, chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé. Siêu tiện lợi luôn, các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng như thế, thì trộm cũng phải
sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa ạ? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị giật khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị, các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này, bên em bán chỉ còn 149k. Phí ship là 30k và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này, từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em một đổi một trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em. Và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của
Em đèn led này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa ABS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn led này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi. Và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn led tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ hai em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào. Chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé. Siêu tiện lợi luôn. Các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Như thế thì trộm cũng phải sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhá. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn led như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa ạ? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị dập khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị các anh chị biết là
bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k, phí ship là 30k, và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này. Từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa APS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho bên em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ 2 em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn
thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có cách chế độ cho bên em nhé, các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào, chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé, siêu tiện lợi luôn. Các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Như thế thì trộm cũng phải sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mờ, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng, khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em, thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị dập khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị, các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để các anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship, nhận hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k, phí ship là 30k. Và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship, nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này,
với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này, từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em 1 đổi 1 trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa ABS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ. Do đó mưa nắng bất chấp luôn cho anh em. Đặc biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé. Bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không rỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng. Và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi. Và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời. Các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời và sẽ phun sáng luôn cho tất cả chúng ta. Với cái chế độ sáng của nó là sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng cho bên em. Nhanh tay đặt hàng nhé và chốt trực tiếp tại livestream này. 149k một em và phí ship là 30k. Khi mua từ 2 em đèn này thì sẽ miễn phí ship cho tất cả các anh các chị nhé. Và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Và em hướng dẫn các anh chị này cách sử dụng. Ở trên thân đèn thì các anh chị thấy có công tắc bật mở, các anh chị có thể bật trực tiếp như thế này thì đèn cũng sẽ sáng các anh chị nhé. Và đèn có các chế độ cho bên em nhé. Các anh chị quan sát cho bên em này, đây là chế độ sáng trắng và đây là chế độ sáng mờ, được chưa ạ? Và chế độ thứ ba của nó là sáng nhấp nháy đó. Và cách thứ hai các anh chị lưu ý cho bên em này, cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng gì ạ, chúng ta sử dụng cái điều khiển để chúng ta điều khiển từ xa. Nếu như trong trường hợp mà các anh chị biết là đèn mà chúng ta treo ở các ban công hoặc ở trên các hàng cây hoặc ở trong các cổng rồi làm hành lang đi đường nhá, thì các anh chị sử dụng cái điều khiển này cho bên em thì đèn sẽ sáng các anh chị nhá. Nó cũng sẽ có 3 chế độ sáng trắng này, sáng mờ này và sáng nhấp nháy cho các anh chị nhá. Và bây giờ em sẽ tắt đèn đi, tắt đèn điện đi để em test thử trực tiếp để anh chị biết chất lượng của em đèn này là như thế nào nhé. Siêu tiện lợi cho bên em, chốt nhanh nào, chỉ còn 149k thôi các anh chị nhé. Siêu tiện lợi luôn, các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy, được chưa? Và chế độ thứ hai này các anh chị quan sát cho bên em nhé, đó là chế độ sáng trắng. Với chế độ sáng trắng này thì các anh chị biết này, khi mà đèn gặp người trong phạm vi khoảng 5m thì đèn sẽ tự sáng. Khi người đi tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Và khi người đi qua thì khoảng chừng từ 25 đến 30 giây thì đèn sẽ tự tắt các anh chị nhé. Riêng cái chức năng này thì các anh chị yên tâm luôn này, là nếu không may nhà mình mà chẳng may mà có trộm nhòm ngó định lấy cái nọ lấy cái kia của nhà ta, thì khi mà có người tới gần trong phạm vi 5m đèn sẽ tự sáng. Như thế thì trộm cũng phải sợ hãi, giật mình bỏ đi mà không có tư tưởng là dám lấy cái gì ở nhà chúng ta nữa nhé. Chức năng này còn gọi là chức năng chống trộm, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho các anh chị nhé. Và một chế độ sáng nữa các anh chị quan sát này, đó là chế độ sáng nhấp nháy cho bên em. Khi gặp người thì đèn cũng báo động sáng nhấp nháy như thế này, được chưa ạ?
Và chế độ thứ ba đó là chế độ sáng mở, siêu tiện lợi luôn các anh chị này. Và chế độ sáng nhất cho bên em đây là full đêm luôn cho các anh chị nhé. Các anh chị bật đèn cả đêm, đèn sẽ sáng từ 10 đến 12 tiếng và đèn sẽ tự tắt khi mà trời sáng các anh chị nhé. Có tiện lợi không ạ? Quá tiện lợi luôn đúng không ạ? Chốt nhanh và chốt trực tiếp cho bên em nào. Chỉ có bao nhiêu? Chỉ có 149k cho một em đèn LED như thế này nhá, chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần phải cắm pin hay không cần phải cắm điện nhá, mà tự hấp thu năng lượng của ánh sáng mặt trời, siêu tiện lợi và siêu hiệu quả cho bên em này. Nhanh tay đặt hàng. Khi đặt hàng thì sản phẩm tới tay các anh chị sẽ là một cái hộp như thế này, được chưa ạ? Bên ngoài có ghi đầy đủ thông số kỹ thuật của em đèn này. Và khi các anh chị mở hàng ra, các anh chị có quyền kiểm tra sản phẩm cho bên em. Một bộ sản phẩm đi tới tay các anh chị sẽ gồm những thiết bị như sau. Các anh chị quan sát cho em. Thứ nhất đó là một đèn bằng năng lượng mặt trời với công suất là 150W và được đựng trong một cái chiếc túi bóng xốp như thế này để đảm bảo đèn không bao giờ lo vỡ hoặc bị dập khi tới tay các anh chị. Và có kèm theo nó là một tấm pin của em đèn này cùng với một cái bộ dây dài 5m nhé, để các anh chị cắm trực tiếp vào để cho đèn sáng. Thứ hai nữa là kèm theo đó là một cái thiết bị, các anh chị biết là bộ ốc vít như thế này để anh chị gắn trực tiếp vào thân đèn nếu mình muốn treo cao. Và ở đây là một cái đế đèn các anh chị nhé. Và sản phẩm kèm theo sẽ là một công tắc điều khiển như thế này cho bên em, được chưa? Kèm theo nữa đó là một tờ giấy sử dụng hướng dẫn các anh chị cách sử dụng và cách lắp đặt đèn cho bên em, được chưa? Hoàn toàn yên tâm chưa? Nhận hàng được test hàng kiểm tra thoải mái cho bên em. Chỉ có 149k cho một em đèn siêu hiệu quả như thế này thôi. Nhanh tay đặt hàng nào, và khi mua từ 2 chiếc thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái cho bên em. Từ 150W như thế này, bình thường đang bán là 350k. Duy nhất tại livestream này bên em bán chỉ còn 149k. Phí ship là 30k và khi mua từ 2 em thì bên em sẽ miễn phí ship. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, được chưa? Kiểm tra hàng thoải mái cho bên em, test thử hàng trực tiếp cho bên em nhé. Và nhanh tay đặt hàng nào, bảo hành cho anh chị một đổi một trong vòng 1 năm luôn nếu như phát hiện ra có lỗi do nhà kỹ thuật bên em nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em để được lên đơn thành công. Một mã đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời các anh chị nhé, siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng. Với công suất của em đèn này là 150W, được chưa ạ? Công suất là 150W và có dây dài 5m, dùng cho cả không gian ở trong nhà lẫn ngoài trời. Các anh chị để bàn cũng được, mà chúng ta treo ở cổng, rồi chúng ta treo trên các hàng cây, rồi các ban công làm đèn đường cực kỳ tiện lợi, bởi vì dây của nó dài 5m luôn nhé. Và có một tấm pin siêu khổng lồ như thế này, với mức giá cực kỳ ưu đãi duy nhất tại livestream này. Từ 350k một em đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời hôm nay tại livestream này. Đặt hàng để lại số điện thoại, bên em xin tri ân chỉ còn 149k và phí ship sẽ là 30k. Khi các anh chị mua từ 2 đèn trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship. Cú pháp đặt hàng để lại số điện thoại đúng thì nhân viên nhà em sẽ tự động lên đơn hàng thành công cho các anh chị nhé. Nhanh tay đặt hàng và đừng quên chia sẻ like cho shop nhà em. Các anh chị quan sát cho em, đây là dòng đèn LED chạy bằng năng lượng mặt trời, tự hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, được chưa ạ? Do đó siêu bền, siêu tiện lợi và siêu tiết kiệm điện năng cho các anh chị. Bên em có chế độ bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Nếu như các anh chị dùng mà phát hiện ra lỗi do nhà sản xuất bên em thì bên em một đổi một trong vòng 1 năm luôn cho các anh chị nhé. Bảo hành 1 năm luôn, các anh chị yên tâm chưa nào? Nhanh tay chốt hàng cho bên em và em hướng dẫn các anh chị cách sử dụng nhé. Cái mã đèn này thì các anh chị biết này, nó được cấu tạo bởi 6 bóng đèn to. Các anh chị quan sát cho bên em, bởi 6 bóng đèn to. Và chạy xung quanh 6 bóng đèn to này là 120 bóng chip nhỏ khác nhau. Và ánh sáng của nó là ánh sáng LED, sáng trắng luôn và không hề hại mắt cho các anh chị nhé. Sáng cực luôn, các anh chị ạ, cực sáng luôn và siêu bền luôn. Và bên ngoài của em đèn LED này được bảo vệ bởi một lớp nhựa ABS. Nhựa APS thì các anh chị biết rồi, nó là một dòng nhựa cao cấp chuyên dùng cho những mặt hàng cao cấp có thương hiệu. Và cái nhựa ABS này thì cái ưu điểm của nó các anh chị biết là nó sẽ không bao giờ bị rỉ, không bao giờ bị chảy. Và đặc biệt là những cái đèn LED này nó được làm bằng chất liệu thép không rỉ, do đó mưa nắng bất chấp luôn cho anh em, đặc
biệt là khi có sấm có sét thì các anh chị hoàn toàn yên tâm, không bao giờ lo hiện tượng bị cháy nổ nhé, bởi vì nó sử dụng nhựa ABS và đặc biệt là sử dụng chất liệu thép không gỉ, cho nên sấm sét thoải mái luôn, đèn vẫn cứ sáng các anh chị nhé. Và cái dòng đèn này thì người ta sử dụng rất nhiều ở trong nhà của chúng ta, trong ban công, ngoài hành lang, rồi thì ở các cửa, các cổng, và đặc biệt là các anh chị muốn ở sân vườn thì cực kỳ là tiện lợi luôn các anh chị nhé. Chỉ có 149k thôi, và dây dài là 5m cho bên em, siêu tiện lợi. Và ở đây các anh chị quan sát cho em, đây là một tấm pin của dòng đèn LED tích điện này. Tấm pin này nó sẽ hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời, các anh chị không cần phải mất công cắm điện hay sạc điện, mà chỉ cần làm sao ạ, khi trời sáng thì tấm pin này sẽ tự hấp thu năng lượng.